Vương Hạc Đệ phất như diều chắc suất đóng chính ba dự án lớn sau ồn ào hẹn hò với Ngô Thư Hân. Vương Hạc Đệ từng là nam diễn viên kém tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí đều không gây được tiếng vang, thậm chí còn phải nhận những ý kiến trái chiều về chất lượng cũng như diễn xuất. Phải mãi đến Thương Lan Quyết, nam diễn viên mới bất ngờ thu hút sự quan tâm từ công chúng. Chính vì vậy, những dự án của anh chàng trong thời gian sắp tới cũng liên tục thu hút sự chú ý của khán giả. Sức hút của anh chàng được nâng lên rõ rệt, bằng chứng là chỉ trong vòng 2 ngày đã có đến 3 dự án tung tin đồn, nam diễn viên đảm nhận vai chính sánh vai cùng dàn lưu lượng nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Những dự án này bao gồm Trường Lăng, Vương Hạc Đệ, Lưu Diệt Phi, Thần Ẩn, Thiên Cổ Quyết Trần 2, Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Vượng Lai Tê, Vương Hạc Đệ, Tống Thiến. Có thể dễ dàng nhận thấy nếu những thông tin trên mạng xã hội hiện đang lan truyền là sự thật thì rất có khả năng Vương Hạc Đệ sẽ có cơ hội hợp tác cùng dàn lưu lượng nổi tiếng bậc nhất trong thế giới. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự vui mừng đối với thành công của anh chàng thì cũng có không ít khán giả cho rằng anh chàng không phù hợp khi sánh đôi cùng dàn diễn viên nữ trên, đặc biệt là hai đàn chị Lưu Diệt Phi và Tống Thiến. Bên cạnh đó, các bộ phim này cũng từng xuất hiện tin đồn tiếp xúc với nhiều nam diễn viên trước đó nên lâu dần các nguồn tin cũng không còn đáng tin cậy nữa. Một số bình luận của khán giả nói gì chứ chọn nam nữ diễn viên sao cho hợp tuổi, chứ Vương Hạc Đệ diễn cặp Lưu Diệt Phi Tống Thiến nhìn trên nhau quá. Mong chờ Vương Hạc Đệ đóng với Triệu Lộ Tư ghê, cái tổ hợp nhan sắc lẫn độ tấu hề đỉnh cao này. Thôi xin hợp tác với Lưu Diệt Phi và Tống Thiến hơi trên, mà với Triệu Lộ Tư thì lại không muốn, hay tái hợp lại với Ngô Thư Hân cũng được đó. Quan trọng không phải là diễn chung với ai, quan trọng là được làm việc với ekip đội ngũ như thế nào. Vương Hạc Đệ đang là cái tên làm mưa làm gió làng phim Hoa ngữ với màn hợp tác cùng Ngô Thư Hân trong Thương Lan Quyết. Phim chiếm được cảm tình là nhờ hậu kỳ chỉnh chu, cốt truyện thu hút, chuyện tình vừa ngọt vừa ngược. Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý giữa Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng giúp tác phẩm ghi điểm. Trên phim, cặp đôi có phản ứng hóa học bùng nổ, ngoài đời họ cũng giữ được mối quan hệ tốt đẹp khiến khán giả không khỏi đẩy thuyền, mong cả hai phim giả tình thật. Tuy nhiên, thời gian này, thông tin Vương Hạc Đệ và bạn gái đính hôn đã bất ngờ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Có tài khoản mạng tiết lộ Vương Hạc Đệ muốn công khai việc đính hôn của mình. Tuy nhiên, công ty lại không cho phép vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Những thông tin này đã nhận được sự quan tâm của công chúng, dẫn đầu trên bảng từ khóa hot tìm kiếm trên mạng. Đa phần đều cho rằng Vương Hạc Đệ có mối quan hệ lâu dài với bạn gái, nên việc muốn công khai là điều dễ hiểu. Người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ khi chuyện tình yêu của anh và bạn gái có cái kết đẹp. Hiện tại, phía Vương Hạc Đệ đã phủ nhận tin đồn nam diễn viên đã đính hôn cùng bạn gái. Công ty đã thu thập các bằng chứng liên quan và gửi đến cho luật sư để giải quyết sự việc trên, sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật những người có liên quan. Trước đó, nhân viên của Vương Hạc Đệ đã phủ nhận tin đồn cô gái xuất hiện ở sân bay gần đây là bạn gái của Vương Hạc Đệ, khẳng định cô gái này là nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện tuyên truyền. Thời gian gần đây, những tin tức có liên quan đến Vương Hạc Đệ rất được quan tâm. Tên anh liên tục xuất hiện trong top chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng. Nguyên nhân là bởi bộ phim Thương Lan Quyết có sự tham gia của Vương Hạc Đệ đang gây sốt. Bộ phim là một chiến mã của màn ảnh nhỏ xứ Trung mùa hè năm nay.